Đây trò, đây là trò Lost Kingdom nhé. Đây là trò tất cả anh em nha. Cái này vừa luyện kỹ năng vừa luyện level. Hay lắm. Mình đang đánh cái tầm 13 rồi. Một nhát nữa là chết nè. Tốt rồi. Được 2 sao. Trời, bot. Trời ơi, đánh bot này thì khó chịu đây. Tránh ngay. Okay.
đánh khó quá. Trời ơi, bạn lại chạm. Tránh. Chẳng lên vào ngay chứ. Ăn tiền à? Còn mấy tiền đây? Đây, chẳng tiền. Ui, đập. Trời ơi, mày bạn ấy xuống kìa. Tốt rồi. Bạn cùng thì bạn ấy không có tính gì cả, người bạn ấy xác định luôn. Lên level 5. Ok. Rất đông luôn. Chào. Chí quá. Đành đợi vậy. Đợi. Các bạn có thể nhìn đợi đây. Thôi xong rồi. Không ăn được. So sánh. 1028. Cái này vẫn nhỉnh hơn. Okay. Oh.
con thì chưa nhận phần thưởng. Rồi mình cắt đây. Ra ngoài cái đã. Skin cho mắt mấy cái này thế à? Đi kiếm nào các kiểu nhá. Mở khóa với bán được. Cái giáp thì nên nâng cấp tiếp đi. 900 rồi. Nhiều tiền quá nhỉ. Mở qua xem nào. Đây là cái chân. À mua cái đai này được. Mua cái đai này đi.
mua cái 500 này thì sẽ đầy đủ này. Ừ thì mua 500. Được cái áo choàng khóa luôn vào ngay. Cái tay này hơn này. Hơn được 74. Mà thôi. Ồ, nó không nhảy hết đam. Nó không đi đúng dòng nó không. Chả nhớ đánh bán. Mũ có một đống này. Chạy đi làm gì. Chạy cút hết. Tay này chạm 3 nút. Hơn 100. Chưa đến 100 đâu. Đó. Cộng 4%. Nhưng yếu hơn 3 nút. Giữ lại những cái đồ cần thiết thôi. Năm cộng 2100. Là 6000. Sống hình cái gì đấy. Một bán lột. Bốn mình tạm bán. Một trăm linh một cả. Kinh cây. Đập cái kiếm lên nào. Thôi chắc cần.
chưa để dành này, tại vì cần càng cuối càng khó mà. Chiến tiếp mà cả 15 nhá. Đây thì cho gì đây, USP có hết rồi đây. Cái cổng hết vào đây chưa? Hết rồi. Rồi chiến đấu nè. Nhận thưởng nè. Chiến xong rồi, nó không bảo vệ nổi, đánh bại. Từ từ thôi, bình tĩnh nha. Các bạn hãy lọt cái vào người đấy. Ít quá. Ít kìa.
không tăng được máu. Mình có đứng ở đấy đá chơi vỡ đầu. Trời ơi gặp bạn. Bạn này trâu thế, chìm cũng trâu rồi. Ôi, bạn nó tóm lên mình. Thật. Xong. Đã chiến thắng. Qua luôn, qua luôn đi. Gấp rút hoàn thành đi. Định bắn tên nữa. Yeah.
có 400 tiền. Ơ, đi xem gì đây? Liệu có thắng trận không? Kìa kìa. Đá rơi vỡ đầu chứ. Lại gặp bạn. Bạn này có vẻ nặng ký đây. Chết rồi. Mày quá, mày bị phát nhập lên đập. Đã chiến thắng. Con này được 2 sao rồi. Ngon. Chiến tiếp cả 14. Cần một cần 18 này. Cần một cần 14 này. Nhanh kia. Đi xuống dưới. Thì đánh thế. Được chưa? Căng thật. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Mẹ. Giết được rồi. Ừ, đây mới là chủ thực sự.
Ui trời ơi, bị ném rồi. Đánh ngay. Ui không kịp. Thế sao? Chiều thức cuối rồi, bạn ơi. Cầm và ném. Xem ba đôi này có cái gì hả? Mình chả có cái gì cả. Được cái mũ xanh thoát này. 4 năm là sao bằng 48 giờ. Bây giờ là đi. Xem cỡ bao nhiêu nhé. Cỡ 18 này này. Đúng là cỡ 18 thật. Đã đánh được 38 phút rồi. Dạ, không cần nói làm sao ta nổi đâu. Đánh dồn vậy. Xong rồi. Không cần nói. Tiếp tâm hạ. Nói cho nó sát. Tập trụ cuối này cũng mới chết. Vẫn chưa coi được ảnh này. Sao? Mình chẳng không kịp. Mua cái đồ xong đỡ đen này. Mua con cá này. Tiếp tục mua. Tiếp tục. Ồ, may mắn được con kiếm ngon hơn này.
đánh lại nào. Ồ, vẫn không mua máu thì cũng chả thấy chuyện gì. Ồ, cái này là đánh lại từ đây. Thoát ra. Mình đã có cái áo choàng là mạnh hơn bao nhiêu rồi đấy, mình không ăn thua. Mười sáu năm bốn năm. Vẫn còn chẳng được đánh hết nhỉ. Nâng đồ lên. Ok. Cộng thêm. Cộng thêm 3% gì đây. Mình một ghi nữa đấy. Bốn ghi, ba nha. Năm ghi một trăm. Xanh đã ngon hơn hay rượu đồ đỏ kìa, ngon hơn nhỉ. 49 48. Thank you.
Chả nhẽ lần này lại không qua. Chiến à? Cố lên. Cố lên tám. Cũng chả qua được, tốt nhất là đánh lại. Mình đoán là đến một cái ngưỡng nào đấy là mình lại phải đánh con khác, vì đến cái cửa đấy chỉ có con đấy nó khắc chế được thôi. Đoán là vậy. Chết luôn à, sức mạnh tinh hồn thật. Thế mà lúc nãy thì đã thua rồi đó. Thôi sao? Chí ra mình nói cho mình. Ôi mình tưởng mình chết. Quả đấy vẫn chưa chết. Vẫn kịp hồi máu. Trời ơi. Chí quá. Đây là mạnh nhất. À xanh nghĩ là mạnh nhất.
có gì. Thế thôi, nó cũng còn tí máu, mình cũng còn tí máu. Đâu thôi. Có cần cường hóa cái gì không? Bảy trăm thì cần hai cái gì? Phải cần hai cái gì? Nghĩ lại thôi. Ôi lần này còn không có máu, đã có hai viên máu. À đóng lại cửa trước. Không phải là cửa gì đó. Tôi đang lại để lấy kinh nghiệm được. Vẫn chưa qua. Gặp đối phương khá khỏe và đẹp trai. Chết luôn. Chết luôn. Cứu mình nhau. Mình quyết định sai lầm. Tại vì mình vẫn để auto. Bách ra ngoài đi. Rất khỏe và đẹp trai. Hết xiên em vừa rồi. Có những cái gì? À, đã mở được những cái này rồi. Mở được cái này này. Đi đánh ở đây xem. Đánh quỷ. Chứ dù là cỡ 18 thua. Đi cày tinh tinh đẹp lên vậy. Ồ chí quân mình.
được kìa. Okay. Đã xuyên từ đối phương. Không được phía đưa nào rồi đã kêu. Không đi được. Đi đi. Mình quá nguy hiểm. Cảm ơn bạn. Trời, bot là gì đây? Xong giết giết được con bot đẹp gì đấy, nhận được 3 bình máu chuyển nữa về kia giết được đối phương dễ dàng không? Mình xin tạm dừng clip nhé để xem nó có vào livestream YouTube không. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình sẽ quay trở lại sớm nữa.